Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật tổng hợp sơ qua tình hình giá nhãn ghi đo, giá nhãn da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực miền Tây như khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quá các anh chị đã có xem kênh, có quan tâm đến nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý quá các anh chị các bạn, tình hình nhãn y đo hôm nay thì giá đang có chiều hướng đang tăng. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại nha quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng thật là mạnh trở lại. Vì thời gian vừa qua thì giá nhãn xuống thấp, bà con mình không có lãi. Trong thời gian khoảng trước thì tuần trước thì giá nhãn xuống quá thấp. Tình hình giá nhãn trong 1-2 ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang khởi sắc trở lại. Nhãn y đo hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 13.000-13.500, còn hàng xô dao động từ 11-12.000, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Ngoài ra thì tình hình giá nhãn cũng còn chênh lệch tùy theo từng vườn nhãn, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển và tùy theo từng hình thức mua của lái. Lái mua xô cắt hết vườn hay là mua cắt từng đợt mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống nha quý bà con. Ngoài ra thì cũng còn tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái, công của nhà vườn hay là công của thương lái mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống từ 1-2.000. Nhìn chung thì giá nhãn chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu, còn giá thực tế thì sẽ còn tùy thuộc rất là nhiều cái thỏa thuận giữa người bán và thương lái. Nhìn chung thì giá hiện nay dao động từ 11-13.000-13.500. Nhãn đẹp lựa, da láng đẹp, giá to thì dao động từ 13-13.500, còn nhãn xô dao động từ 11-12.000. Nhãn da bò hiện nay thì vẫn còn đang ở mức thấp, dao động từ 8-9.000. Xuồng dao động từ 25.000, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn nhãn, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Thì khi nào mà giá nhãn có biến động mạnh thì mình sẽ tiếp tục làm thêm những clip cập nhật hình giá nhãn tiếp theo trên kênh. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày trên kênh.